Ai đã khiến tôi chăm chỉ đi soi giày? Anh em viewer chứ ai? Chờ cũng lâu rồi. Quảng Ninh, Quảng Ninh, Quảng Ninh. Hòa bình, hòa bình, hòa bình. Hai đội đi gì? Chờ. Với Quảng Ninh thì đó chính là Harden, Von 7, Scarlett. Cũng đâu đấy là ba củ. Cốt Xuân Quốc đang mang đó chính là GT Cut 2 Level Up. Anh em xem soi giày nhiều đủ để biết là GT Cut 2 nó đang nhiều người dùng thế nào. Đây là Kobe 5 Procho Firing. Nói đến Kobe là biết là to tiền rồi. Đây, đôi này là đôi tủ của tôi. Jumpman 2021 University Dress. Anh em qua nhà tôi kiểu gì cũng gặp rồi. Nó là êm đẹp, outdoor khá. Đây là pick đúng không anh em? Thấy logo pick thì phải. Ai biết tên thì comment nhá. Harden Von 5 lại xuất hiện trong giải. Và đây là Tống Hoàng Nam. Em dài này đánh khép thật. Đây thì rõ rồi. Puma MB2 Roti. West 8082 đang hot. Trận nào cũng thấy. Và đây là máu Energy. Đôi này thì chắc ít người biết. One Tech 2. Con này thì hay xịt zoom nhá. Một cặp Infinity CNY đã xuất hiện. Infinity tại giải miền Bắc thì cũng nhiều nha. Khúc Bùi Nguyên Hoàng thì đang đi là đôi gì đó anh em? Ai biết để lại comment. Tuyển Hòa Bình sẽ mở màn với Curry 10 Gold Dead. Màu này thì đắt thôi rồi. Đôi giày được chấm điểm cao ngang GT Cut 1 là KD 12. Đây là máu EIBL đang được sử dụng bởi Văn Thắng. Đây là đôi Puma gì đó đúng không anh em? Tôi nhớ mang máng thế. Còn đây là UA Spout màu Electro Pink. Đôi này chắc cũng ít người biết. Đây rồi, LeBron 18 Low Space Jam. Nó là mỗi chân một màu. Đôi này outdoor cũng trâu, indoor cũng tốt. LeBron Ambassador 13 phối màu Laker. Ui da, đôi này tôi soi mãi mới nhận ra là LeBron 15 Low. Nó là siêu êm. Quá rõ rồi, Puma MB02 Slam. Không nhận xét gì thêm vì nó quá ngon. Glow Son of Chi đang theo kèm Lightning gì đó nha anh em. Quạch có cả Flyjack 4 này anh em. Đôi này thì indoor tôi thấy nó không ổn lắm. Đôi này thì indoor ngon lắm này. Adidas Crazy Explosive. Và cuối cùng tôi khá ấn tượng với bạn Coach này. Bỏ qua những tranh cãi, tôi thì tôi thấy một sự nhiệt và hết mình của bạn với vai trò Coach lần này. Hy vọng bạn sẽ trải nghiệm và học hỏi nhiều ở vai trò mới trong giải. Peace out.